Đây cũng là em Lex Yellow Galaxy Gold nè các bạn. Thì cái mẫu này thì Thành đang anh em nhà Thành đang tiến hành nghiên cứu và lai tạo rất là đẹp luôn các bạn. Bỏ lên keo kèo là rất là đẹp luôn, nhưng mà Thành chưa công bố về cái mẫu này các bạn nha. Cái mẫu này thì đợi một thời gian nữa Thành sẽ công bố cho các bạn xem. Về cái mẫu này, tai bơi nó full black. Và màu thì màu Yellow Galaxy Gold. Cooper luôn á các bạn. Đó, từ từ các bạn nha, cứ từ từ. Đây là em Get Cooper nè các bạn. Cái này mà lên keo cái nữa các bạn nhìn thấy ha, cực kỳ chất lượng luôn. Đây là em demo. Đó, demo Cooper các bạn nha. Rất là tốt luôn các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Cả tuần nay thì Thạch Anh không có làm clip chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Từ ngày 3 tây tháng 10 đó thì tất cả các giấy đi đường của anh em nhà Thành Sóc Trăng đã bị hết hạn rồi các bạn, và không cấp mới. Lý do là bà con ở thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh rất là nhiều. Thành ra là chính quyền địa phương họ không cấp mới giấy đi đường, thành ra là ngưng. Thạch Anh ngưng hoạt động cả tuần nay rồi các bạn. Không có ship được. Thì các bạn trước đó các bạn nào đặt hàng rồi đó thì các bạn cũng thông cảm giúp cho Thạch Anh. Đợi khi mà ok trở lại rồi chính quyền địa phương cấp giấy đường lại mới thì Thạch Anh sẽ thông báo cho tất cả các bạn và trả hàng lại cho các bạn các bạn nhé. Thì trong cái tuần nay thì anh em nhà Thạch Anh tiếp tục ép cá để phục vụ cho anh em đam mê. Thì trước mặt anh nhỏ các bạn đây, đây là một cái bè cá. Bè này Thạch Anh ép ngày 3 tháng 10 luôn các bạn. Ở nhà không làm gì cũng ép cá phục vụ cho anh em. Get Cooper Gold. Đây các bạn nhìn thấy. Đó. Bữa nay cá này chắc không được 10 ngày các bạn. Bữa nay ngày 13 phải không? Được 10 ngày rồi. Đó, cá được 10 ngày tuổi nữa các bạn. Thì cá này các bạn cho ăn Artemy được rồi các bạn nha. Cho ăn Artemy được rồi. Đó, đây anh hai mình đang siphon các bạn. Thì nhiều anh em hỏi cái quy trình mà thay nước, chăm sóc cá bột, cá mới biết bơi ngang như thế nào. Thì nếu mà các bạn ép ở trong một cái dụng cụ, một cái thùng xốp như Thạch Anh như thế này nè các bạn, thì cái nước chúng ta cho lên luôn ha, cho lên đây các bạn nhìn thấy, từ mép thùng xuống khoảng còn nhiêu đây nè các bạn. Đó, thì nước này chúng ta không có cần thay nữa mà chúng ta siphon đáy nữa các bạn. Đó, như anh hai của Thạch Anh đang siphon đáy này, thì chúng ta hút những cái cặn ra. Thì bằng cách là nếu mà các bạn có cái vòi hút này đó thì các bạn hút, còn không có thì các bạn mua một cái ống hút ống oxy các bạn, ống nhỏ đó, con gà đáy đó là gọi là siphon các bạn nha. Thì mình lấy cái cặn ba bả trong cái nước ra để đừng cho nó cái môi trường nước nó bị bẩn các bạn, nó sẽ làm hại cho cá của chúng ta. Thì trong clip ngày hôm nay thì Thạch Anh cũng thông báo với tất cả các bạn luôn, Thạch Anh sẽ cố gắng cập nhật cái giấy đi đường. Thì hôm nay thì anh cũng chia sẻ cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những em cá vôm, những em cá bầy mà Thành chuẩn bị mở bán khi mà có giấy đi đường lại các bạn nha. Thì hiện tại thì có một cái chú ở miền Trung và một cái anh ở Đắk Lắk thì cũng đã đặt một số bầy cá rồi, thì anh cũng chưa thể nào ship được. Thì nhân tiện ngày hôm nay thì anh quay cho các bạn xem những cái bầy cá mà Thành chuẩn bị mở bán các bạn nha. Thì sáng hôm nay thì Thạch Anh cũng chưa cho cá ăn. Thì nhân tiện đó thì Thạch Anh quay cho các bạn xem. Thì cá của Thạch Anh cho ăn một cái loại cám chuyên dùng cho cám beta bầy ha. Thì riêng cái dòng cá beta Thạch Anh nó cho rất là nhiều loại thức ăn. Cám có, Artemy có, trùng chỉ có, bo có ha. Thì về ở địa phương của bạn có những cái loại thức ăn nào thì chúng ta cho loại thức ăn đó thì nó rất là tốt rồi. Đây các bạn thấy, như đây những em cá là rất là tốt nha, màu sắc rất là tốt luôn. Một cái bầy như thế này đó thì cái số lượng của nó là tầm khoảng 200 đến 220 em các bạn ha. Đã lọc solo ra rồi các bạn nha. Những cái bầy này thì Thạch Anh đã lọc solo ra, là cá của Thạch Anh không điếm solo các bạn nha, cá bầy. Đây các bạn nhìn thấy đây là những cái em cá. Thì size của những em này tầm khoảng là 3 tháng 10 ngày thôi các bạn. Đó. Thì cá trống và cá mái trong bầy nó tầm khoảng là 64 hoặc là 5 năm các bạn nha, thường là như vậy. Đó, thì màu sắc của những em cá này anh hai lấy cái vợt vớt lên vài con cho mấy anh em xem anh nè.
màu rất là sáng các bạn nha. Đây là cá bầy các bạn nha, chưa có phơm ngày nào. À, cá bầy chưa có phơm thì nếu mà các bạn nào đã biết chơi beta rồi đó thì cá bầy thì các bạn phải đem về các bạn phơm lên nữa các bạn nhé. Và đây là em trống nè các bạn, đó các bạn nhìn thấy em trống màu rất là sáng nha, cá chưa phơm ngày nào mà màu rất là tốt đó. Thì nó là như thế này, thì cái bầy này thật anh cũng chuẩn bị mở bán khi mà vận chuyển cho lại thôi các bạn. Thì hiện tại thì nhiều anh em hỏi thật anh ơi nhận cọc trước đi hay là nhận chuyển khoản trước đi, về cơ bản như thế này các bạn, nhận thì vẫn được nhưng bạn, nhưng mà nhận xong rồi một số anh em cũng không có thông cảm được, anh em cứ nhắn tin cho thật anh hoài hỏi thật anh ơi ra hàng chưa, thật anh ơi như thế nào đó, thì nó rất là phiền phức các bạn. Thành ra là thật anh không muốn có nhận cọc trước đâu. Thành ra là nếu mà trường hợp các bạn nào thích thì các bạn inbox cho thật anh nha. Rồi á, xong á vận chuyển ok thì thật anh sẽ báo các bạn nha. Đây là em gon là cực kỳ chất lượng luôn, và đây là bầy Konemo Galaxy Gon các bạn nha. Đó. Thì bầy này thì anh sẽ nốt lên là bầy mã số 01, bầy cực kỳ chất lượng các bạn nha. Đó, những em cá như thế này, những em cá như thế này các bạn về các bạn còn phải phơm lại nữa các bạn nha, các bạn phơm nữa. Nếu mà các bạn cửa hàng á các bạn vẫn có thể bán được rồi, bởi vì nó full màu khoảng 95% rồi, 80, 90, 85%, thì tùy theo con trong bầy mà các bạn, nó cái ngón tay của mình còn có ngón dài ngón ngắn đúng không ạ, thì trong bầy thì cũng có con này bự con kia nhỏ, thì ra là chúng ta về chúng ta phải phơm lại đó các bạn nha. Còn nếu mà trường hợp mà một số thánh vô phán đó rồi cá bầy mà không có phun màu đậm màu đó, thì tôi thua rồi các bạn. Cá trong bầy chưa có phơm ngày nào, khi phun màu đậm màu lấy đâu ra các bạn ha. Nếu mà các bạn biết chơi, còn những bạn đó thì coi như là các bạn không biết chơi rồi các bạn ha. Đó, đây là máy nè, cái máy bụng có trứng rồi các bạn nha, bụng trắng tươi chân nè, đó các bạn nhìn thấy không? Đó. Đây là bầy mã số 01, các bạn thích thì các bạn inbox cho thật anh các bạn nhé. Thì khi nào mà thật anh vận chuyển trở lại thì thật anh sẽ thông báo. Và tiếp theo đây là bầy mã số 02 các bạn. Đó, thì cái bầy này là multi rất là nhiều luôn các bạn. Ha. Cái bầy này multi và bò sữa rất là nhiều, và hôm bữa thật anh có một cái bầy đi Đà Lạt á, bò sữa lên kinh khủng lắm các bạn. Hầu như là 95% là bò sữa rồi đó. Thì cái bầy đó thì anh đi về cho một cái anh khách ở Đà Lạt, và cái anh nó cũng ủng hộ thì anh, bầy đó là bầy thứ 7 rồi đó các bạn. Rất là tốt luôn. Đây các bạn nhìn thấy em multi nè, đó thì em multi là gồm trên cơ thể nó gồm có 7 màu các bạn nha. Cá này chưa phơm, thành ra là các bạn màu sắc nó chưa có cắt nát, các bạn phơm rồi các bạn cho nó ăn một cái lộ ăn tốt hơn thì nó sẽ cắt nát hơn. Bởi vì á khi mà trong cá bầy đó thì anh chủ yếu là cho ăn cám là chiếm khoảng 85% các bạn, bởi vì dịch bệnh nè, đi lại khó khăn, mua thức ăn tươi sống rất là khó và đắt tiền các bạn, nó mắc cực kỳ luôn các bạn ơi, chứ không phải là đơn giản đó, cực kỳ chưa các bạn. Thì trong một cái bầy cá đó thì nhân tiện đây thì anh xin chia sẻ cho tất cả các bạn nào mới biết chơi luôn. À, trong một cái bầy cá này á thì đảm bảo với tất cả các bạn rằng nó đẹp 30%, ha, trung bình khoảng 60%, còn lại là những em cá gọi là nó chưa có đạt size, nó chưa có đủ màu. Thì trong một cái bầy cá gồm có 3 cái phân khúc như vậy các bạn, chứ không phải là bạn mua về đòi hỏi nó là phải đẹp 100%, không có các bạn nha, không có đâu. Các bạn mua ở đâu không biết, nhưng mà bạn hỏi đòi hỏi một bầy cá đạt đẹp khoảng 100% gì vậy, cơ bản là bạn không mua được cá đâu đó các bạn nha. Đó, thì trong một cái bầy cá này á, thì thật anh sẽ lọc cello ra bỏ và không điếm cello, chỉ điếm những cái em có màu, lên màu và nổ đốm ha. Thì bầy này cũng tiếp tục là bầy Konemo Galaxy Gon, và có những em multi rất là đẹp đây nè, các bạn nhìn thấy đây là em multi nè, các bạn nhìn thấy nó 7 màu luôn không? Đó, rất là hiếm các bạn nha. Thì bầy này là bầy mã số 02, các bạn thích thì các bạn inbox cho thành mã số 02 các bạn nhé. Số lượng của nó cũng tầm khoảng 200 đến 220 em. À, em này là Cooper luôn nè. Em máy Cooper nè các bạn. Cooper Gon. Sáng gực luôn. Nè, em Cooper nè các bạn. Đó, em này em trống nha. Em trống Cooper. Các bạn form lên nó sẽ lột nữa các bạn nha. Đây nè. Để em thật anh bắt lên cho các bạn xem. Em đang buông đầu à. Đó, các bạn nhìn thấy không, dãy Cooper lên cực kỳ mạnh luôn.
và nó bung đầu lên là các bạn mình thấy không, đầu và máy Cooper đây, nguyên một bộ nó đây đó, Cooper các bạn nha. Và đây là bài mã số 03 các bạn, cũng là con Nemo Galaxy Gold. Các bạn thấy cái màu của dàn mảng Nemo Galaxy Gold bên Thạch Anh cực kỳ sáng các bạn nha. Thì riêng cái dòng Nemo Galaxy Gold này Thạch Anh đã thành công nghiên cứu gần 2 năm nay rồi, và đã bán trên thị trường rất là nhiều và chia sẻ cho anh em rất là nhiều, từ anh em mua đi bán lại, từ anh em chơi đó, thì đánh giá rất là cao các bạn ha. Màu sắc rất là tốt, đây em chống nữa các bạn, chưa form ngày nào cá bầy mà nó form nó sai màu sắc nó như thế này, thì các bạn nhìn thấy nó cực kỳ biết chưa đó. Thì hôm nay thì anh sẽ quay cho các bạn xem ba bầy ha, ba bầy cực kỳ chất lượng mà anh đã lọc solo ra rồi hết rồi các bạn. Đây nè các bạn nhìn thấy, đây là những cái em solo mà nó mới có chốm màu lên màu nè các bạn, đó đó, nó mới chốm màu ha. Thì cái giai đoạn này 3 tháng thì 3 tháng 10 ngày thì anh sẽ đã lọc solo ra bỏ rồi đó. Thì nếu mà trường hợp chưa tới 3 tháng thì anh sẽ không lọc solo các bạn, lý do là solo nó chưa có phát triển hết, thành ra là chúng ta lọc sẽ bị nhầm ha. Còn giai đoạn này thì nó sẽ phát triển hết rồi, con nào nó là solo thì nó chính là solo luôn đó các bạn ha. Màu rất là tốt luôn nè các bạn, Galaxy mạnh cực, màu sáng cực luôn các bạn. Thì Thạch Anh xin nhắc lại, cá Thạch Anh không ship code các bạn nha, tất cả các sản phẩm bên trại cá Beta Thạch Anh đi không ship code, và Thạch Anh có bảo hành cho mình từ cá bầy, cá phôm các kiểu các bạn nha. Hiện tại Thạch Anh có phân phối từ cá bầy, cá phôm giống và cá học sinh sinh viên. Ở đây thì cá học sinh sinh viên thì toàn bộ là anh em đến chạy để lấy, vì cái giá trị của nó không cao. Còn nếu mà trường hợp anh em nào ở xa đó, nếu mà muốn cá học sinh sinh viên đó thì cứ inbox cho Thạch Anh đi, Thạch Anh sẽ để cái giá cực kỳ tốt cho mình các bạn nhé. Còn đây là cái chỗ phơm cá giống để phục vụ cho anh em của anh em nhà Thạch Anh Sóc Trăng đây các bạn. Đây là em cá máy các bạn nha. Em cá máy con Nemo Galaxy Gold cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Tơn nha các bạn nha, tơn măng luôn. Các bạn nhìn thấy cái dạ trứng, cái bụng bên dưới của nó đó, nó mới có phun màu đậm màu thì chưa có quất phát nào. Các bạn để ý nha, những em cá beta mà cho nó đẩy một bầy rồi đó thì nó đậm màu kinh khủng lắm ha, nó đậm màu kinh khủng lắm. Mà các bạn á, mua đừng có lầm tưởng là cá đậm màu là tốt các bạn nha. Cá tơ sung zin thì nó màu nó vừa phải, bụng bên dưới nó căng nhưng mà nó chưa có đậm ha các bạn. Đó là những em cá máy, máy cực kỳ chất lượng luôn các bạn, máy đuôi metallic rất là đẹp nha. Ôi ôi, máy Gold nè các bạn, Galaxy Gold nè, cực chất luôn các bạn ơi. Đó, thì dòng ở đây là toàn bộ là những cái form cá giống các bạn. Hôm rồi á, nghỉ dịch đó thì anh em ở nhà làm cũng một cái kệ này các bạn nhìn thấy nè. Đó, bạn nhìn thấy không, form nó cực kỳ gắt các bạn ha. Cá bầy á, các bạn đem lên đây các bạn form thì cái màu sắc nó phát triển toàn diện và cái cấu trúc body của nó phát triển toàn diện, thì lúc đó đó mới phát, nó mới được đánh giá là con cá nó form nó đẹp hay là nó xấu các bạn nhé. Còn trong một bầy nó mới có 3 tháng, các bạn đòi hỏi là màu phải đậm, form phải gắt đẹp như thế nào đó thì làm sao được các bạn, đúng không? Những các bạn nào biết chơi rồi thì không nói, một số các bạn nào không biết chơi bình luận rất là thiếu ý thức và không có cái nhìn về cái beta đó. Thạch Anh cũng rất là bức xúc. Không ngờ có một cái bạn bình luận ở trên kênh của Thạch Anh đó, Thạch Anh cũng rất là bức xúc luôn. Thôi mà kệ, cái đó là cái cảm quan, cái nhìn nhận của anh em, tuy nhiên anh em không biết chơi nhưng mà kệ, có một cái đánh giá cũng rất là hay. Các bạn nhìn nào, đây là những em cá mà Thạch Anh form cá giống các bạn nha. Cái bọc bự như thế này các bạn, một 5 lít luôn á. Đó, chứ không phải là nhỏ đâu, khác hơn so với những cái bọc cá mà Thạch Anh form những cái em cá bình thường nha các bạn ha. Đó, thì đây là mọi những cái thùng để form cá trống nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, em Cooper. Đó, em Cooper Gold là cực kỳ chất lượng nha các bạn, rất là tơ các bạn nha. Đây là em Get Cooper nè các bạn, cái này mà lên keo cái nữa các bạn nhìn thấy ha, cực kỳ chất lượng luôn.
Đây là em demo. Đó, demo Cooper các bạn nha. Rất là tốt luôn các bạn. Em gian này á các bạn, Thành đã đóng rồi và gửi đi nhá. Nhưng mà bên chỗ Tiền Giang hay gì đó, lúc đó là dịch, Thành không gửi được. Xong rồi Tiền Giang ok rồi thì Sóc Trăng lại gửi không được các bạn. Lại nuôi lại ở đây. Hôm bữa anh nhắn tin cho Thành, anh nói thôi bây giờ tới ngày 15 nếu mà không được em sẽ trả tiền lại cho anh. Chứ bây giờ đợi anh bắt anh đợi hoài thì cũng rất là ngại. Đây nè, em gian nè. Cực kỳ đẹp các bạn nha. Em gian mạnh lắm, cực kỳ, nó bự như là món tay cái luôn các bạn nhìn nè. Nè. máy gian á, máy của ảnh luôn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bởi vì nhận cọc trước rất là ngại các bạn. Ngại lắm. Đây là em ghét Galaxy Gold các bạn nha. Trời ơi em cá này size rất là to. Tay bơi full ghét luôn các bạn, tay bơi full đậm luôn á. Quay lên cái nữa là nhức luôn. Ghét này ghét đặc luôn các bạn nha. Không có một miếng đen ha, không nhiễm nha. Cực kỳ tốt. Memo Cooper Galaxy Gold. Trời ơi nó vàng ghế luôn các bạn. Thì nói chung là cá thì anh có rất là nhiều loại cá và rất là nhiều loại giá khác nhau. Nếu mà các bạn nào quan tâm thì các bạn cứ việc inbox cho Thành, nên Thành sẽ tư vấn cho mình. Đối tượng khách hàng của mình là ai ha, rồi mình muốn chơi cái dòng cá gì thì ở đây vẫn có các bạn. Đây là coi Yellow Cooper Galaxy Gold nè. Hôm qua thì có một anh thành phố Hồ Chí Minh kêu Thành anh quay, nhưng mà về cơ bản những cái em cá mà Thành không ship thì Thành sẽ bỏ vô cái dụng cụ nuôi này hết rồi các bạn. Thành ra là Thành ngại bắt lên lắm. Thành ra là khi mà ship được đi thì anh sẽ quay cho bạn xem coi ghét không nhiễm nha. Galaxy đây cũng là em Black Yellow Galaxy Gold nè các bạn. Thì cái mẫu này thì Thành đang anh em nhà Thành đang tiến hành nghiên cứu và lai tạo rất là đẹp luôn các bạn. Bỏ lên keo kèo là rất là đẹp luôn, nhưng mà Thành chưa công bố về cái mẫu này các bạn nha. Cái mẫu này thì đợi một thời gian nữa Thành sẽ công bố cho các bạn xem về cái mẫu này. Tay bơi nó full black các bạn ha. Màu thì màu Yellow Galaxy Gold. Cooper luôn á các bạn. Từ từ các bạn nha, cứ từ từ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Chất Cooper nha. Cực kỳ chất lượng luôn. Còn đây là thức ăn nữa các bạn. Đây là thức ăn cho cá mới biết. Còn đây là thức ăn cho cá mà khoảng 10 ngày tuổi nữa các bạn. Artemy ấp ha. Còn đây là Artemy sinh khối. Mà Artemy sinh khối này thì Thành Anh đã chia sẻ cho tất cả các bạn cách nuôi rồi ha, rất là đơn giản ở trên kênh BVT Khám Phá Sở Thích. Đây các bạn nhìn thấy không, oxy thì không làm mạnh đâu, oxy thì nó vừa vừa thôi. Khi mà nó lớn lên thì oxy để vừa vừa thôi, để quá nó ăn không được, nó chết. Thì đây nè, sáng nay thì Thành Anh có vớt ra rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không, cái con Artemy sinh khối nó rất là to. Đây là những em cá trưởng thành, những em cá form mình cho ăn rất là tốt, rất là sung các bạn nha. Những em Artemy này đó, khi mà cũng đang nuôi sinh khối nó đẻ luôn các bạn nha, nó đẻ luôn và nó nở lại. Thì ở đây thì anh nuôi này rất là nhiều và hầu như không chăm trứng thêm, không chăm Artemy nở mới nở ra thêm. Bởi vì ở đây nó đẻ xong rồi nó đẻ xong rồi nó nở, rất là hay các bạn. Đó là cái rất là hay luôn mà Thành mới phát hiện, muốn chia sẻ lên cho tất cả các bạn ha. Khi mà các bạn ấp Artemy sinh khối được rồi đó, nó đã bự ra rồi đó, thì các bạn để lại nha, các bạn để lại một chút xíu. Ví dụ như mỗi thùng chúng ta để lại một chút xíu như thế này nè, thì nó sẽ đẻ, nó đẻ xong rồi nó nở. Đây các bạn, đây nè, nó đẻ xong rồi nó nở mà chúng ta có lượng cho ăn hoài luôn, không có cần bỏ trứng thêm các bạn ha. Thì sáng nào thì anh em nhà Thành cũng vớt được một cái thao này cho các bạn. Ở đây 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng, 5 thùng để ấp. Thì sáng nào Thành cũng cho ra được một cái thao này hết trơn. Rất là đơn giản luôn các bạn và rất là lời ha. Tính ra thì rất là lời luôn các bạn. Thì vừa qua anh em nhà Thành Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn một số hình ảnh về những cái em cá, những cái bầy cá mà Thành chuẩn bị mở bán khi mà có cái giấy đi đường trở lại các bạn nha. Thì hiện tại thì Thành Anh nếu mà có giấy đi đường trở lại thì Thành Anh sẽ ship được tất cả các đơn vị vận chuyển ở trong Sóc Trăng này á, đều nhận đơn hết. Tuy nhiên Thành Anh không đi được các bạn nha, Thành Anh không đi được. Thì Thành Anh thì anh em nhà Thành Sóc Trăng sẽ cập nhật một cách sớm nhất có thể để gửi đến cho tất cả các bạn thông tin. Nếu mà các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ Beta Thành Anh Sóc Trăng các bạn nhé. BBT Khám Phá Sở Thích, Beta Thành Anh Sóc Trăng.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những clip tiếp theo.